có tứ. Như vậy này các tỷ kheo, là sự tinh tấn có kết quả, là sự tinh cần có kết quả. Và lại nữa này các tỷ kheo, vì tỷ kheo diệt tầm và tứ, chứng và trú thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm không tứng, ở tỉnh nhất tâm. Như vậy này các tỷ kheo, là sự tinh tấn có kết quả, là sự tinh cần có kết quả. Và lại nữa này các tỷ kheo, vị kheo ly hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ, mà các bậc thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng và trú thiền thứ ba. Như vậy này các tỷ kheo, là sự tinh tấn có kết quả, là sự tinh cần có kết quả. Và lại nữa này các tỷ kheo, vị tỷ kheo xả lạc xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng và trú thiền thứ tư, không khổ không lạc, xả niệm thanh tịnh. Như vậy này các tỷ kheo, là sự tinh tấn có kết quả, là sự tinh cần có kết quả. Với tâm định tĩnh thuần tịnh trong sáng, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến dễ sử dụng, vững chắc bất động, như vậy vị ấy hướng tâm đến túc mạng trí, vị ấy nhớ đến các đời sống quá khứ như một đời, hai đời, ba đời, bốn đời, năm đời, 20 đời, 40 đời, 50 đời, 100 đời, 1.000 đời, 100.000 đời, nhiều hoại kiếp, nhiều thành kiếp. Vị ấy nhớ rằng tại chỗ kia ta có tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, ăn uống như thế này, thọ khổ lạc như thế này, tuổi thọ đến mức như thế này. Sao tại chỗ kia ta được sanh ra tại chỗ nọ, tại chỗ ấy ta có tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, ăn uống như thế này, thọ khổ lạc như thế này, tuổi thọ đến mức như thế này. Sau khi chết tại chỗ nọ, ta được sanh ra ở đây. Như vậy vị ấy nhớ đến những đời sống quá khứ cùng với các nét đại cương và các chi tiết. Như vậy này các tỷ kheo, là sự tinh tấn có kết quả, là sự tinh cần có kết quả. Với tâm định tĩnh thuần tịnh trong sáng, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến dễ sử dụng, vững chắc bất động, như vậy vị ấy hướng tâm đến sanh tử trí của chúng sanh. Vị ấy đến, vị ấy với thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân thấy sự sống và chết của chúng sanh. Vị ấy tuệ tri rõ rằng chúng sanh người hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh, đều do hạnh nghiệp của họ. Vị ấy nghĩ rằng thật sự những vị chúng sanh này thành tựu những ác hạnh về thân, thành tựu những ác hạnh về lời nói, thành tựu những ác hạnh về ý, phỉ báng các bậc thánh theo tà kiến, tạo các nghiệp theo tà kiến. Những người này sau khi thân hoại mạng chung phải sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Còn những vị chúng sanh này thành tựu những thiện về thân, thành tựu những thiện hạnh về lời nói, thành tựu những thiện hạnh về ý, không phỉ báng các bậc thánh theo chánh kiến, tạo các nghiệp theo chánh kiến. Những người này sau khi thân hoại mạng chung được sanh lên các thiện thú thiên giới trên đời này. Như vậy vị ấy với thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân thấy sự sống chết của chúng sanh. Vị ấy tuệ tri rõ rằng chúng sanh người hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh, đều do hạnh nghiệp của họ. Như vậy này các tỷ kheo, là sự tinh tấn có kết quả, là sự tinh cần có kết quả. Với tâm định tĩnh thanh tịnh trong sáng, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu ý nhuyến dễ sử dụng, vững chắc bất động, như vậy vị ấy hướng tâm đến lậu tận trí, vị ấy tuệ tri như thật, đây là khổ, tuệ tri như thật, đây là khổ tập, tuệ tri như thật, đây là khổ diệt, tuệ tri như thật, đây là con đường đưa đến khổ diệt, tuệ tri như thật, đây là những lậu hoặc, tuệ tri như thật, đây là nguyên nhân của các lậu hoặc. Tuệ tri như thật, đây là sự diệt trừ các lậu hoặc, tuệ tri như thật, đây là con đường đưa đến sự diệt trừ các lậu hoặc. Nhờ biết như vậy, thấy như vậy, tâm vị ấy thoát khỏi dục lậu, thoát khỏi hữu lậu, thoát khỏi vô minh lậu. Đối với tự thân đã giải thoát như vậy, khởi sanh lên sự hiểu biết, ta đã giải thoát.
vị ấy tuệ tri, sanh đã tận, phẩm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm, sau đời hiện tại không có trở lui đời sống này nữa. Như vậy, này các tỷ kheo, là sự tinh tấn có kết quả, là sự tinh cần có kết quả. Phân đoạn 494, 10 tùy thuyết đối với Như Lai. Nói với sự đối chứng, nếu 10 giả thuyết được đưa ra để nói về Đức Phật, thì ở điểm nào cũng có thể tán thán. Kinh văn: Này các tỷ kheo, Như Lai nói như vậy. Này các tỷ kheo, 10 tùy thuyết hợp pháp của Như Lai đã nói như vậy, đưa đến sự tán thán. Một, này các tỷ kheo, nếu các hữu tình do nhân các việc đã làm trong quá khứ thọ lãnh lạc khổ, thời này các tỷ kheo, Như Lai thật sự đã làm những thiện hạnh trong quá khứ nên nay mới thọ lãnh vô lậu lạc thọ như vậy. Hai, này các tỷ kheo, nếu các hữu tình do nhân một vị tạo hóa tạo ra thọ lãnh lạc khổ, thời này các tỷ kheo, Như Lai thật sự được tạo ra bởi một vị tạo hóa hiền thiện nên nay mới thọ lãnh vô lậu lạc thọ như vậy. Ba, này các tỷ kheo, nếu các hữu tình do nhân kết hợp các điều kiện thọ lãnh lạc khổ, thời này các tỷ kheo, Như Lai thật sự được thiện kết hợp nên nay mới thọ lãnh vô lậu lạc khổ như vậy. Bốn, này các tỷ kheo, nếu các hữu tình do nhân sanh loại thọ lãnh lạc khổ, thời này các tỷ kheo, Như Lai thật sự được thiện sanh loại nên nay thọ lãnh vô lậu lạc thọ như vậy. Năm, này các tỷ kheo, nếu các hữu tình do nhân tinh tấn hiện tại là thọ lãnh lạc khổ, thời này các tỷ kheo, Như Lai thật sự đã tạo thiện tinh tấn hiện tại vì rằng nay thọ lãnh vô lậu lạc thọ như vậy. Sáu, này các tỷ kheo, nếu các hữu tình do nhân hành động quá khứ thọ lãnh lạc khổ, Như Lai đáng được tán thán. Nếu các hữu tình không do nhân hành động quá khứ thọ lãnh lạc khổ, Như Lai đáng được tán thán. Bảy, này các tỷ kheo, nếu các hữu tình do nhân được một vị tạo hóa tạo ra thọ lãnh lạc khổ, Như Lai đáng được tán thán. Nếu các hữu tình không do nhân được một vị tạo hóa tạo ra thọ lãnh lạc khổ, Như Lai đáng được tán thán. Tám, này các tỷ kheo, nếu các hữu tình do nhân kết hợp các điều kiện thọ lãnh lạc khổ, Như Lai đáng được tán thán. Nếu các hữu tình không do nhân các điều kiện kết hợp thọ lãnh lạc thọ khổ thọ, Như Lai đáng được tán thán. Chín, này các tỷ kheo, nếu các hữu tình do nhân sanh loại thọ lãnh lạc khổ, Như Lai đáng được tán thán. Nếu các hữu tình không do nhân sanh loại thọ lãnh lạc khổ, Như Lai đáng được tán thán. 10. Này các tỷ kheo, nếu các hữu tình do nhân tinh cần hiện tại thọ lãnh lạc khổ, Như Lai đáng được tán thán. Này các tỷ kheo, Như Lai nói như vậy. Này các tỷ kheo, 10 thuyết tùy thuyết hợp pháp này, Như Lai đã nói như vậy, đưa đến sự tán thán. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các tỷ kheo hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy. Dịch giả Hòa Thượng Thích Minh Châu, phân đoạn và chú thích tỳ kheo Giác Đẳng. Và chúng con thành kính cung thỉnh Thượng tọa Giác Đẳng từ bi giảng dạy bài học hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Nó mua bức thầy kính đức lễ chư tôn tổ sư đại lễ chư tôn đức thân chào tất cả quý phật tử. Vừa nghe phần thứ hai của kinh Địa Vệ Đà, và bài kinh này là một pháp thoại Đức Phật ngài giảng cho chư tỳ kheo khi mà ngài đến thăm một cái địa danh gọi là Devadatta ở trong vương quốc của dòng Thích Ca.
đặc biệt ở trong cái kinh này thay vì thuyết pháp trực tiếp thì Đức Thế Tôn ngài đã kể lại một cuộc gặp gỡ giữa ngài và những vị tu sĩ Ni Kiền Tử. Quý vị quan nghỉ chờ chúng tôi một chút nhé. Thưa quý vị, chúng ta tóm tắt lại phần 1 của bài kinh ngày hôm nay. Sau khi tóm tắt phần 1 của bài kinh thì chúng ta sẽ bước qua phần 2. Ở trong phần 1 của bài kinh thì Đức Phật ngài đề cập thẳng đến cái quan niệm và sự thực hành của giáo phái Nikan Thang. Giáo phái này từ thời Đức Phật còn tại thế và cho đến ngày hôm nay vẫn rất là thịnh hành đối với người Ấn Độ. Đối với quan niệm trước thì phải đi gần thẳng quan niệm rằng cuộc sống của chúng ta gọi là hạnh phúc cái khổ đau dựa trên cảm thọ. Cảm thọ như một cái thước đo của hạnh phúc. Chúng ta nhớ rằng điều này tương đối khác với Đạo Phật. Đạo Phật cũng có nói tới cảm thọ, nhưng mà cảm thọ là cảm thọ, cảm thọ không phải tất cả. Cuộc sống chúng ta có sắc thọ, vì hiện tại cảm thọ, thọ lạc, thọ khổ là cái thước đo của đời sống. Quý vị hỏi rằng nếu ngoài cảm thọ thì cái gì là thước đo? Chúng tôi lấy một ví dụ là ở một mức độ nào đó thì trong sự tu tập trí tuệ của chúng ta quan trọng hơn là cảm thọ. Nếu mà mình hạnh phúc hay đau khổ chỉ là do thọ lạc, bất khổ bất lạc như vậy thôi. Những người giàu có họ sống cuộc vui xuất sáng trần người thú đến lúc nào cũng thỏa hỷ thỏa lạc thì họ gọi là hạnh phúc không? Thì thưa quý vị, cảm thọ không quyết định tất cả, mà thay vào đó Phật pháp còn dạy rằng cuộc sống phải được gì đa gì. Và riêng về cảm thọ thì chúng ta đã có dịp bàn rồi. Ở đây chỉ muốn nói một cách rất là ngắn gọn là cảm thọ phải là tất cả. Và chẳng những vậy mà những người như người khác còn quan niệm rằng những cái thọ lạc thọ khổ của chúng ta là do nghiệp ác trong quá khứ. Và cái nghiệp đó nó giống như một thứ định mệnh, giống như một thứ tiền định. Nghĩa là ở trong quá khứ đã làm như vậy thì bây giờ phải gánh chịu, không có cách nào khác. Giống như một người đã phạm tội thì phải đi ở tù, phải bị chịu tử hình, phải chịu chung thân khổ sai thôi vậy, chứ không còn có cách nào khác. Đã mang lấy nghiệp phạm thân cũng được nhận lệnh trời đất trời xa. Truyện Kiều nói như vậy nhưng mà cũng phải một lần hoặc là người ta tin vào định mệnh. Về cái quan niệm này thì cũng giống như là nhiều người trong chúng ta hay nói đùa với nhau một câu là đôi dép còn có số thì nói gì là đời sống của mình. Cái số ở đây là số mệnh. Số mệnh là định mệnh, là sự an bài từ quá khứ. Dù là sự an bài đó nó là quan niệm của tạo hóa hay là quan niệm của người quá khứ thì đó cũng là sự an bài. Ví dụ như những người tin vào tử vi thì quan niệm rằng nếu mình sinh ra với những ngôi sao xấu thì các cuộc đời lạnh nhạt, sao tốt
thì đời sống được tốt. Và nếu chúng ta để ý một chút thì con số Phật tử, nhất là những Phật tử nữ, cũng có mà nam có Phật tử nữ đông hơn. Thì chúng ta học Phật pháp thì ít, tin Phật pháp thì ít, nhưng mà tin Phật tử nguy thì nhiều. Hiện nay có cái hiện tượng là tử vi sẽ tràn ngập khắp nơi. Chúng tôi không muốn bàn về tử vi ở tại đây, nhưng mà cái quan niệm về tin rằng mỗi con người sinh ra với một số cái sao xấu và sao tốt đó, nó cũng là một thứ an bài. Chúng ta sinh vào giờ đó, tháng đó, năm đó thì số phận sẽ như vậy. Và nếu một người tin vào điều đó có nghĩa là học thì do cái tài, nhưng mà thi phải coi cái mạng. Và chúng ta trở nên một người tin vào chức định mệnh, định mệnh đã an bài. Nếu thì về vấn đề định mệnh an bài, một cái số phận mà chúng ta gọi là tiền định, tức là đã định sẵn rồi, tất cả được quyết định sẵn rồi, nó có sức tuyệt vọng rất lớn. Bởi vì đạo trên rất là thịnh hành tại Ấn Độ thời Đức Thế Tôn còn tại thế một sau này nữa. Quý vị nghe không được hả? Cho quý vị chờ chúng tôi một chút nha. Cô Diệp Quỳnh có nói lúc nghe được có không? Không, quý vị có nghe điều không vậy? Dạ, cảm ơn quý vị. Thì thưa quý vị, giáo phái Đi Kinh Thác còn đưa ra một giải pháp. Nếu mà chúng ta đã bị an bài bởi một số bệnh thì không có nghĩa là vô phương cứu chữa, mà có cái cách là nếu chúng ta bị khổ do nghiệp quá khứ thì chúng ta cứ chịu khổ đi. Chịu khổ cái mình trả những cái nghiệp, giống như mình thiếu nợ thì mình lo trả nợ, đã hết nợ thì không còn không khổ nữa. Nghe thì rất là hợp lý, về điểm thì nghe rất hợp lý. Ví dụ như là chúng ta lỡ nợ nần nhiều quá, bây giờ thôi nhìn ăn nhìn tiêu, ráng lo trả hết nợ, làm động tác mặt đối, và khi đã hết nợ rồi thì mình thông đông tự tại. Nhưng mà thật ra mới nghe thì cũng hay đó, chứ không phải là dở đâu. Nhưng mà nghĩ kỹ lại thưa quý vị, chúng ta đâu có biết quá khứ mình vay cái gì, vay bao nhiêu. Nhưng mà theo Phật pháp thì có thể nói chúng ta vay rất nhiều. Lấy một ví dụ như vậy, nếu trên phương diện bình thường người ta nghĩ rằng mình vay một mình trả một thì khoan cái tiền lời cái đã, lấy một trả một, lấy một mạng đi, thì một đời người mình sinh ra mình giết cả hàng trăm hàng ngàn con vật thì mạng đâu mà mình trả chứ. Chúng tôi lấy ví dụ là thì tổ đại sư và chúng tôi vào chùa hồi còn nhỏ, nhưng mà trước khi xuất gia thì thực ra đi tắt ao giăng lưới cắm câu giết cũng nhiều con vật chứ chứ không phải là ít. Quý vị qua kỹ chúng tôi quý vị lại nghe không rõ hả? Sao lạ vậy khác? Chắc chúng tôi phải tắt máy rồi chúng tôi trở lại thưa quý vị. Quý vị quan khỉ chờ chúng tôi chút nha.
Không biết quý vị nghe được không? Xin lỗi quý vị nghe được không? Nếu quý vị không nghe được rõ, bị trục trặc thì có lẽ chúng tôi sẽ thỉnh chư tăng nhờ quý ngài giúp giúp. Rồi chúng tôi sửa máy, chúng tôi sẽ trở lại. Thưa quý vị, chúng tôi nói trở lại đó là đạo Nigan Pháp đó, có một quan điểm rằng mình khổ, mình khổ là do cái nghiệp mình đã tạo trong quá khứ, thì bây giờ mình trả, rồi mình trả càng nhiều càng mau hết thì mình sẽ hết khổ. Đó là cái quan điểm nghe cũng có lý đối với nhiều người, nhưng mà chúng ta trở lại với điều là thật ra nếu chúng ta cảm cho kỹ đó, thì chúng ta vay quá nhiều, và nếu để trả hết nghiệp quá khứ thì giống như là mình nói mình uống uống hết nước biển, mình nói như vậy nghe quá, nhưng mà thực ra chúng ta không thể nào mà trả hết, chúng ta không thể nào mà trả hết nghiệp của chúng ta. Điều này là người Phật tử phải nắm cho vững. Nếu chúng ta nắm không cho vững, đôi khi có những người gặp hoàn cảnh khó khăn, người nói chắc cái nghiệp của tôi vay như vậy bây giờ tôi phải trả, tôi ráng trả cho hết. Thật sự thì nghiệp có không bao giờ trả hết á, nó chỉ là nó như trường hợp mà chúng ta nói ngạn Vinipala, ngài đã giết gần 1.000 người, rồi sau đó ngài được Đức Phật tế độ đắc quả và hoàn toàn giải thoát viên tịch niết bàn, thì tất cả những cái nghiệp mà ngài đã tạo nó trở thành vô hiện nghiệp. Vô hiện nghiệp tức là nghiệp đó nó không còn có cơ hội trổ sanh nữa đối với một vị viên tịch vô dư niết bàn. Chúng ta tạo tạo gọi danh từ là cái chuyện đó giống như mình quỵt nợ một cách hợp pháp vậy, là quỵt nợ rồi không có trả được nợ nữa, thì nó thật sự tất cả những vị tu hành giải thoát đều là bị chấm dứt cái thân sanh tử đi, không trả nợ nữa, chứ gọi là trả thì không biết bao giờ trả cho hết. Và những ai mà quan niệm rằng mình ráng mình trả cho hết nợ thì đúng là tại vì chúng ta không biết về quá khứ. Quả thật là đời sống của chúng ta vay rất nhiều, thưa quý vị, vay rất nhiều. Nói, đừng nói gì nhiều kiếp trước kiếp hiện tại chúng ta trả không hết, chỉ đừng nói chỉ quá khứ. Và bây giờ từ cái quan niệm mà để trả hết nghiệp quá khứ thì nó dẫn đến một cái một điểm mà rất là thịnh hành ở trong xã hội Ấn Độ, đó là khổ hạnh. Trả bằng cách nào? Trả bằng cách là hành xả. Cái quan niệm về khổ hạnh của Nigan Thát ấy, nó tương đối hơi khác với vận động cái quan niệm hành xả của giáo lý Bà La Môn. Giáo lý Bà La Môn mà theo kinh Vệ Đà thì một cách mà con người trở về với đại ngã đó, đó là khắc kỷ. Chúng ta càng khắc kỷ càng hành xác thì cái cơ hội để chúng ta hiệp thông với Thượng Đế, cái linh căn trở về với đại ngã càng nhiều, và do vì người ta tu khổ hạnh tuyệt đối để nhanh chóng về với đại ngã. Người ta quan niệm rằng mình còn ăn ngon, còn mặc đẹp, còn sống bình thường, tức là chúng ta còn chạy theo những vọng vọng thức. Bây giờ mình bỏ hết những thứ đó rồi thì nó đưa đến cái tình trạng gọi là khắc kỷ hành sát cao độ, thì nó đưa chúng ta trở về với Thượng Đế. Đó là quan niệm của Phệ Đà, đó là quan niệm của Phần Đông Tính Biết và Lạc Môn. Nhưng mà riêng đối với Nhi Anh Thá đó, thì quan niệm khổ hạnh của họ đó nó lại liên quan đến một quan niệm mà chúng tôi thưa rằng cái quan niệm đó nếu mà người Phật tử không khéo thì nó có thể nhập nhằng và chúng ta cảm thấy sùng bái những điều đó nữa. Đó là quan niệm khổ hạnh họ đi với cái việc là trả nghiệp, trả cho hết nghiệp. Vì vậy người tu theo Nigan Thát đó, họ có những cái cách
tu khác sống. Ví dụ như là có những vị cư sĩ cũng có và người tu cũng có, là đi đâu họ cũng có cái khẩu trang để không hít thở bởi sinh vật, tại vì hít thở sinh vật là sinh vật chết đi. Họ chỉ buôn bán nhưng mà họ không làm nông, tại họ nói rằng làm nông đó thì có thể đào bới là con này con kia chết. Thật ra quý vị sang Ấn Độ, ví dụ đầu đi cảnh sát, họ không có nhà nông bao giờ, họ chỉ làm vì thương mại thôi. Nhưng mà nói như vậy thì có cảm tưởng như là thương mại không tạo nghiệp vậy đó, mình làm những buôn bán không tạo nghiệp. Hay hoặc giả là những vị đi ăn thả đó, họ tu trong cái đạo gọi là lõa thể, tức là trời nóng trời lạnh cũng là trần truồng khỏa thân, và khỏa thân đến độ mà họ không họ họ chỉ trát tro lên trên trên người để làm cho xấu xí. Và nhìn những vị tu sĩ đi ganh thả mà phải lọ thể cho rất là di hậu chứ gì, họ đi đâu á là họ được một đám đông của tín đồ buông chung quanh, và nó là một hình thức thịnh hành của Ấn Độ bây giờ, gọi là phải lọ thể đi ganh thả đầu trên. Thì sự khổ hạnh được đề cao để mà trải nghiệm, đó là câu chuyện của đoạn một mà chúng ta học ngày hôm qua. Bây giờ sau khi mình nhắc lại điều đó đó thì chúng ta nói đến đoạn 2 ngày hôm nay. Ở đây thưa quý vị, trong bài pháp này khi mà Đức Phật nói chuyện với Nikandha đó, ngài đặc biệt ngài không dùng cái quan điểm của ngài để ngài áp đặt đối với Nikandha, mà ngài dùng những cái quan điểm phổ thông, chúng ta gọi là tùy văn hay là tùy thuyết. Tùy thuyết là nói theo dân gian, tùy văn là được nghe do người khác nói lại. Ví dụ như Đức Phật ngài nói rằng, giả sử như là sự hiện hữu của chúng ta là do một đấng tạo hóa tạo nên, thì đấng tạo hóa đó phải rất là độc ác, bởi vì đã tạo ra những con người rất là đau khổ. Giờ quý vị nghe cho kỹ, ở đây là một giả thuyết, đây là một tùy văn, đây là một tùy thuyết, chứ không phải là một luận điểm của Đức Phật. Đức Phật không nói dạy rằng chúng ta là do tạo hóa tạo nên, nhưng mà ngài nói rằng nếu quả thật là có một đấng tạo hóa tạo nên, thì đấng tạo hóa đó phải rất là độc ác, bởi vì đã tạo ra những con người rất là đau khổ, như là những khổ đạo sĩ khổ hạnh của Phật Nigan Thác. Quý vị nghe chỉ kỹ điều đó chứ. Và ngài cũng nói rằng nếu mà quả thực có một đấng tạo hóa tạo nên, thì quả thực đấng tạo hóa đó đã rất là nhân từ, đã tạo nên Đức Như Lai, tại vì Đức Như Lai sống với an ổn vô lậu giải thoát, sống hoàn toàn hạnh phúc. Cái đó là cách nói theo tùy văn tùy thuyết, và chúng ta nhớ rõ cái chữ tùy văn tùy thuyết không phải là quan điểm của Đức Phật, mà đó là quan điểm của dân gian. Hay là người ta nói hạnh phúc khổ đau là do avijja ký, tức là do sanh loại, nhưng mà đúng là chúng ta nói là do cái giai tầng xã hội. Ví dụ như là mình sinh ra trong cái cốc Bà La Môn thì mình được hạnh phúc, sinh ra trong cái cốc Thủ Đà La thì mình không hạnh phúc. Thì Đức Phật nói rằng nếu hạnh phúc và đau khổ dựa trên sanh cái chủng loại loại cái sanh loại như vậy đó, thì những người như anh Thá phải rất là bất hạnh, bởi vì sinh ra trong một sanh loại rất là đau khổ, vì đời sống của vị này rất là đau khổ. Thì ở đây, ở trong 10 cái tùy thuyết mà Đức Phật đưa ra cho chúng ta thấy có một điểm rằng chúng ta đặt sai vấn đề. Đa số quần chúng, và đặc biệt từ những người đi kinh thả, mà cũng là một số người Phật tử ngày nay đặt sai vấn đề. Đức Phật này không dạy là vui khổ nó là cái cứu cánh của đời sống, nó là mấu chốt của đời sống, mà ngài dạy rằng mình sống như thế nào và cách sống đó thiện pháp tăng trưởng, bất thiện pháp suy giảm, thì đó là nên sống. Người ta đặt quá nhiều vấn đề chỉ có cái vui cái khổ, nên chi
người ta bấm, đôi khi bấm một thứ rất là phiến diện, và cái phiến diện đó là cái mà người ta phải trả giá. Ngày hôm nay thưa quý vị, người ta có cách nói rất là võ đoán. Ví dụ như bây giờ họ nói rằng mình ăn gạo lứt muối mè đi, trị được bá bệnh. Hay là mình lấy lá đu đủ phơi khô, mình trị được bá bệnh. Cái đó nó là có cái gì rất là hấp dẫn. Nhưng mà thật ra trong cái nhìn khoa học thì nó có thể tốt cho một thứ, tốt cho một phương diện, tốt cho một giai đoạn. Nhưng mà bảo rằng nó là tất cả thì nó không thể tất cả được. Nếu chúng ta dùng cái lý tính của con người mình. Nhưng mà con người chúng ta thường hay có một điểm như vậy, là mình muốn tin vào một điểm gì đó và đơn giản một thứ thôi. Chúng tôi gặp rất là nhiều những Phật tử, họ có một cái căn bệnh trầm kha, đó là họ chỉ biết sùng bái cá nhân thôi. Đối với họ, cái việc tu tập đi chùa học Phật pháp là chỉ sùng bái một ông thầy, và ông thầy đó họ sùng bái như Phật là đúng rồi. Nhưng mà họ không hiểu rằng cái chuyện mà đi chùa học Phật pháp tu tập đó, nó là cả một cái truyền thống, cả một cái hệ thống. Nếu họ chỉ biết có một ông thầy thì cái chuyện đó nó lại không có giúp ích cho con họ, cho chồng họ, cho những người thân của họ. Và ông thầy đó chỉ làm có một việc thôi. Và ví dụ như có nhiều người tin là một cái vị sư Tây Tạng nào đó, sư đó sẽ chịu những nghiệp thế cho mình. Cái niềm tin đó nó đơn giản quá. Chúng ta cái đầu đơn giản giống như là chúng ta nghe nói có một loại lá rồi đem về phơi khô trị bách bệnh vậy đó. Thật ra nó không phải như vậy. Cuộc sống ngày nay cho chúng ta biết rằng ngay cả cái thân của chúng ta đó nó phức tạp hơn nhiều. Để mình làm sao cho nó được nhuận trường, để mình làm sao cho các cái tế bào nó được lành mạnh, để làm sao cho cuộc sống chúng ta tốt, chúng ta cần cả một cái lối sống đa diện hiểu biết, chứ không phải chỉ bám vào một thứ mà tin vào cái đó là vạn năng, cái gì cũng chịu bằng cái đó được hết. Thì ở đây cái bệnh mình nhìn phiến diện đó là cái bệnh của chúng ta, cái nhìn phiến diện đó cũng là của những vị Niên Thái. Niên Thái nhìn phiến diện ở chỗ nào? Ở chỗ đó là tin rằng nghiệp quá khứ quyết định tất cả, và chúng ta nên sống cách nào để mình trả hết cái nghiệp ác mình đã tạo quá khứ. Và một cách trả nghiệp ác quá khứ đó là khổ hạnh. Nhưng mà thật ra khổ hạnh chỉ là một cách đầy đọa để xác, và nó không có cái bằng chứng gì, luận cứ gì vững chắc để nói rằng do sự khổ hạnh đó mà mình trả hết nghiệp quá khứ, do sự khổ hạnh đó mình sẽ hạnh phúc trong tương lai. Và nếu mà mình đối chiếu dựa trên những cái tùy thuyết, tùy văn đó, thì cái quan niệm về tự làm khổ chính mình nó có vấn đề. Chúng tôi không biết là những vị đang ở trong lớp Phật pháp này, quý vị đến từ địa phương nào, ở đâu. Nhưng mà bản thân của chúng tôi đó, sinh ra lớn lên ở miền Nam nước Việt. Và cái người dân ở miền Tây đó, cho miền Nam đó, có một cái tín ngưỡng mà rất là phổ thông. Đó là, ví dụ như là một người nào đó lập dị là ví dụ nằm thôi, không giờ ngồi, tín đồ đến nằm, việc nằm và ông đạo nằm đó, thì cái sùng bái cái chuyện đó. Hay là có vị nào đó chuyên môn ăn chuối không? Như đạo chuối, đạo khoai chẳng hạn. Thì ăn chuối không ăn khoai, không ăn dừa, không ăn đạo dừa. Nhiều vậy đó. Và những điều đó nó trở thành một cái gì rất là gây ra cái ấn tượng rất là mạnh mẽ. Và ta nghĩ rằng những người mà làm được việc đó phải là ông thánh, ông thần. Nhưng mà thật ra nó chỉ là một chuyện phiến diện thôi. Nó chỉ là một chuyện phiến diện hoàn toàn. Đổ của chúng ta đơn giản quá. Thì ở đây Phật thầy nhắc rằng cuộc sống của con người nó là một cuộc sống rất là tinh vi phức tạp. Và để chuyển hóa cái cuộc sống đó thì chúng ta đòi hỏi cả một cái phương pháp hành trì. Và phương pháp mà Đức Phật dạy ở đây đó là phương pháp giới định tuệ và giải thoát. Nó không đơn giản.
Nó lấy ví dụ như là chúng ta bị một chứng bệnh mà cái người mà không phải bác sĩ thì cứ lấy lại cái thuốc rồi để cho uống, nói rằng à, uống này đi sẽ hết bệnh. Ngay hiện tại bây giờ chúng tôi ở chùa thứ gì, cứ lâu lâu có những người Việt Nam họ rất là thành thật, họ đến chùa họ đưa cái máy về chúng tôi và họ nói xin cầm vô đây là cái máy này đo lục phủ ngũ tạng, họ biết hết tất cả mọi thứ. Và chúng ta hàng ngày mà lâu lâu đi khám bệnh MRI hay là đi khắp toàn quốc, quý vị thấy ta xài biết bao nhiêu máy móc của mấy người đều không có, họ chỉ có một cái laptop nhỏ có cây nhỏ nhỏ mình cầm vô là họ họ đoán đủ thứ lục phủ ngũ tạng mình. Những cái người mà họ ngồi họ chẩn bệnh cho mình đó, họ có bằng cấp y tá nữa. Dạ. Và rồi họ cũng tuyên bố rằng họ có loại thuốc gì đó, thuốc là mắc điện thật, nếu mình uống thì nó tốt, nó thay đổi toàn bộ cuộc sống. Thì cái đó, đó nó là một cái căn bệnh muôn thuở của nhân loại. Đó của chúng ta rất là giản dị. Khi mà một người đã có học, đã có hiểu biết rồi thì biết rằng cuộc sống nó phải đơn giản như vậy. Bây giờ mình nói mình sống sao cho được lành mạnh thì cái cuộc sống lành mạnh nó đòi hỏi không khí phải trong lành. Nếu mà mình sống ở nơi không khí không trong lành, mình phải thường xuyên thể dục, cái dinh dưỡng nó cũng tốt. Và khi đến dinh dưỡng thì nó cũng không có đơn giản. Và chúng ta thấy dinh dưỡng nó có nhiều phương diện, từ những cái protein, rồi qua những cái sinh tố vitamin, rồi qua bao nhiêu cái chất sống khác, chứ không phải là chúng ta chỉ nói đơn giản à, mình ăn cái món đó là mình khỏe. Không phải như vậy. Bởi vì cái khổ của chúng sanh là người ta hay cả tin, người ta hay tin qua cái nhãn hiệu. Hãy một khi tôi đã có tin nhãn hiệu đó rồi thì chỉ cần cái nhãn hiệu là cảm thấy hạnh phúc rồi, không cần biết nó ra sao. Và độ của chúng ta lâu ngày đó, chúng ta bị cái bệnh sùng bái cá nhân hay là cả tin với một điều gì đó. Thì Đức Phật Ngài cho chúng ta biết rằng có nghiệp, nhưng mà nghiệp báo không đơn giản như nhiều người nghĩ. Lấy một cái ví dụ là bây giờ Đức Phật Ngài dạy về bốn hạng người. Hạng người từ chỗ tối đi đến chỗ tối, từ chỗ tối đi đến chỗ sáng, từ chỗ sáng đi đến chỗ tối, từ chỗ sáng đi đến chỗ sáng. Chúng ta nghe chỉ bốn hạng người được không? Thì chúng ta thấy ở trong đó có hai sự việc. Một đó là đúng là chúng ta sanh ra có bị chi phối từ quá khứ. Do vậy có những người sanh ra ở trong điều kiện rất là tốt đẹp. Nhưng mà cái điều kiện tốt đẹp ban đầu, điều kiện xấu xa ban đầu không có nghĩa là quyết định trọn cuộc đời của chúng ta. Không phải như vậy. Không phải như vậy. Bởi vì lịch sử của nhân loại và cuộc sống hàng ngày đã cho thấy rằng có những người sinh ra trong gia đình cha mẹ rất là hiền đức, gia đình rất là khá giả, nhưng mà sống lớn lên nghiện ngập, sa đọa, bài bạc, rượu chè, rồi cuộc sống đi vào trong cái chỗ đọa lạc. Cũng có những người từ chỗ tối đi đến chỗ sáng, sinh ra ở trong cái điều kiện khó khăn trăm bề, nhưng mà rồi có chí tự học, tự phấn đấu, rồi từ cái chỗ đi làm nghề khuân phát lên lập chủ một cái công ty nhỏ rồi công ty lớn, lập lên đại nghiệp. Cái đó có chứ không phải không có. Thì như vậy cuộc sống mà Đức Phật Ngài dạy rằng con người sanh ra thì đúng rằng có người sanh ra mà cái khởi điểm là không tốt do nghiệp quá khứ. Có người sanh ra khởi điểm là chỗ sống, nhưng mà nó không phải là một định mệnh, nó không phải là một điều an bài vĩnh viễn mãi mãi là như vậy. Và cái thông điệp muôn thuở mà chính là cái thông điệp hy vọng của Đức Phật, Đức Phật Ngài khẳng định rằng nếu mà tất cả đã được an bài thì Như Lai nói rằng sự tinh tấn nỗ lực không có giá trị. Và Đức Phật luôn luôn là bậc đạo sư nhấn mạnh một điểm rằng sự tinh tấn có giá trị. Chúng ta có bao giờ nhớ lời Đức Phật dạy không? Khi mà Ngài sắp tiên tịch, Ngài dạy như vậy: Này tỳ kheo, tất cả pháp hành là vô thường. Nhưng mà Ngài không dừng lại tại chỗ đó. Ngài phải nói vô thường rồi để cho chúng ta than vãn, để chúng ta rầu rĩ. Và nói rằng
chư hành là vô thường. Các con hãy tinh tấn. Tại sao các con hãy tinh tấn? Bởi vì Đức Phật ngày luôn mạnh mẽ ở trong bất cứ hoàn cảnh nào, ở trong bất cứ điều kiện nào, có nỗ lực, có cố gắng thì luôn luôn có phần thưởng của ta. Một người nào sống ở trong cuộc đời, và nhất là có một số các vị tu sĩ ngày nay vào trong này, chỉ biết sống cho qua ngày, chỉ biết sống nhiều Phật tử, và luôn luôn sống với cái tâm trạng rằng mình sống cho qua ngày đoạn tháng, chứ thật sự mình muốn làm gì cũng không được. Thì những vị tu sĩ đó, chúng tôi thưa quý vị rằng là những người không có hy vọng, hay là những vị tu sĩ đó đang đi ngược lại với lời dạy của Đức Phật. Chúng ta nói chung như vậy là Đức Phật luôn luôn cho chúng ta biết rằng nếu chúng ta tin tưởng, nếu chúng ta chịu khó thì nó sẽ có phần thưởng của nó, nó có kết quả đó, và nó sẽ cho chúng ta biết rằng chúng ta sẽ được cải thiện, sẽ được chuyển hóa. Thật ra thì không phải chúng tôi chỉ trong trường Kiều hoài đâu, nhưng mà ở trong trường Kiều thì có một số cụ Nguyễn Du là một người Phật tử, nhưng mà là ảnh hưởng dĩ nhiên là khi cụ phóng tác cái tác phẩm Đoạn Đường Tân Thanh của Thanh Tâm Thầy Nhân đó, thì cái sức định mệnh đó, nó định mệnh và thiên mệnh nó ăn chặt vào trong trường Kiều quá đi. Nhưng mà cũng có những câu mà chúng tôi nghĩ rất gần với Phật pháp. Bản thân của Nguyễn Du cũng là người tinh bậc, tức là có trời mà cũng đại ta, tu là cõi phúc, tình là dễ quan chẳng hạn. Thì có trời mà cũng đại ta, chúng ta nói như vậy là có việc quá khứ nhưng cũng có việc hiện tại. Cũng như Đức Phật đã dạy rằng, có những trường hợp từ chỗ tối đi đến chỗ tối, có những trường hợp từ chỗ tối đi đến chỗ sáng, có những trường hợp chỗ sáng đi đến chỗ tối, có những trường hợp chỗ sáng đi đến chỗ sáng. Chứ không phải là cái khởi điểm như thế nào và cái đích điểm cuối cùng nó giống như vậy. Cái khởi điểm là một lẽ, nhưng mà hành trình nó là một lẽ khác nữa. Và hai cái đó nó luôn luôn là sự kết hợp giữa nhiều duyên, chứ đừng nghĩ rằng khởi điểm là tất cả hay là hành trình là tất cả. Bởi đồng ý là chúng ta có cố gắng đó, nhưng mà nếu chúng ta nghèo quá thì có đôi khi chúng ta khó khăn. Nghèo quá cũng khó khăn. Nhưng mà chúng ta lo hưởng thụ mà không lo học thì nó cũng có khó khăn. Nên chúng ta phải thấy được rằng đạo Phật, và nó rõ hơn là lời dạy của Đức Phật, là dạy chúng ta nếu chúng ta tinh tấn thì sự tinh tấn được để cải thiện cuộc sống. Và sự tinh tấn đó đã được Đức Phật mô tả như thế nào? Những gì Đức Phật mô tả tại đây rất là một phần, một cách mô tả cái chúng ta gọi là giới, định, tuệ và giải thoát. Là giới đó, tức là trước nhất là chúng ta phải có một cái lập tâm, từ bỏ những điều nên từ bỏ. Cái chuyện rất là đơn giản là có nhiều người sống chưa bao giờ họ phát nguyện để từ bỏ điều gì hết. Đây là điều lạ thứ gì. Cuộc sống của chúng ta thật sự mà bắt đầu thay đổi đó, là khi mà chúng ta có đủ nghị lực nói rằng mình không làm việc đó nữa. Và mình không làm việc đó, mình nhất định không. Chúng tôi có quen với một người đó, mà cái người này có cái tật là nói nhiều. Và cái nói nhiều nó không để hết, mà chúng tôi khuyên khoản được. Dạ, chúng tôi nói gì chứ không phải. Giả sử người đó họ ý thức phát nguyện được rằng xin cho con bớt trói lại, sống tập trung một chút, hơn là nói chuyện ngăn nhăn, nói không biết chuyện đúng, chuyện sai, chuyện phải, chuyện quấy, chuyện hay dở, cứ nói hoài, thấy rất là tội nghiệp. Nhưng mà con người chúng ta có lúc thì mình phải có một cái nghị lực đủ để nói rằng ồ, cái này mình không làm. Dạ, cái này mình không làm. Nếu mà mình không có nghị lực để mình làm như vậy đó, thì làm sao mình thay đổi cuộc sống được. Ít nhất là mình cũng phải học cái cách người ta gọi là mình nói không. Có những chuyện tôi không làm, chuyện này không nên làm. Con người sống mà không có khả năng nói không đó, thì thật ra chúng ta kém nghị lực. Thì cái khả năng mà nói không làm, nó không có điều gì đó, cái đó thì Phật gọi là giới. Và bản thân của chúng ta phải có hàm dưỡng nội tâm của mình. Cái sự tu dưỡng nội tâm á, mà Đức Phật giảng rõ ràng, cái vấn đề mà rất đáng tiếc là
Đức Phật là cha của chúng ta, Đức Phật là thầy của chúng ta, Ngài dạy rất rõ, và chúng ta là con của Ngài, thì thật ra chúng ta rất là mơ hồ. Đức Phật dạy về cái đời sống nội tâm là gì? Đời sống nội tâm nó gọi là định học tăng trưởng. Một người đã có giới học tăng trưởng rồi, thì cái định học tăng trưởng, định học đó là chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh trực. Chánh tinh tấn là có nghị lực, có cố gắng, có đặt cái sự cố gắng đúng chỗ. Và niệm thì có sự tỉnh táo. Ví dụ như chúng ta tập, thay vì ngồi đó nói chuyện mông lung, lâu lâu nhìn vào hơi thở ra, biết hơi thở ra, hơi thở vô bị, hơi thở vô. Những khi mình nằm xuống mình có thể cái thân của mình như thế nào, cảm thọ nó ra sao. Đôi lúc tâm của mình nó khởi lên những cái tà niệm, khởi lên cái ác ý, khởi lên sân hận, khởi lên ham muốn. Mình có đối diện với chính nó là à, tâm mình đang như vậy, mình có biết như vậy, biết tâm của tham, của sân, của si không? Có khi nào mình nhìn thấy đây là khổ, đây là tập, đây là diệt, đây là đạo, đây là khổ, đây là nhân sinh khổ, cái gì khổ, đây là cái phương cách dẫn đến diệt khổ ngay trên thân tâm của mình. Cái đó chúng ta gọi là niệm, đó là niệm. Và cái khả năng sống một cách bền bỉ trong cái sự tập chú, cái đó gọi là định. Người sống có cố gắng, có tỉnh táo, có tập trung, và cả điều này đó, được khuôn tập, được tôi luyện đó, thì chúng Đức Phật gọi là có chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, là người đó có nội hàm. Một cái người học tới đâu, tài sản giàu tới đâu, cuộc sống có đông đảo mà không biết đâu, mà không có nghị lực, mà không có sự tỉnh giác, mà không có khả năng tập trung, thì thứ gì tâm ý họ vẫn yếu như thế. Chúng ta thấy Đức Phật Ngài dạy rất là rõ, rất rõ về điều này. Rồi Ngài dạy về bảy học tăng thượng, và bảy học tăng thượng rồi một chánh kiến, chánh tư duy. Và dĩ nhiên Đức Phật Ngài cũng dạy về sự giải thoát tăng thượng, ở trong đó có chữ thần tượng ba minh. Nhưng mà cái chuyện đó là một chuyện rất là cao siêu. Chúng ta nhớ rằng khi Đức Phật dạy giảng bài này thì Ngài đang đối diện với một hội chúng tỳ kheo, và cái trình độ tâm của các vị tỳ kheo rất là cao. Khi mà Đức Phật Ngài giảng tới đâu cũng thể các vị đi đến hơn. Nhiều khi bây giờ chúng ta nói tổng quát ở trong đời sống mà giới học tăng thượng, định học tăng thượng, tuệ học tăng thượng, tâm giải thoát, tuệ giải thoát, đó là một cái sơ đồ, đó là một cái bản đồ dẫn đến an lạc. Và ở trong cái bản đồ dẫn đến an lạc đó, giải thoát thực sự đó, Đức Phật Ngài không nói rằng hành sát nó là tất cả. Có người chúng ta dù có ngồi yên một chỗ, ngồi 3-4 tiếng đồng hồ đi nữa, thì cái đó nó cũng chỉ là cái thân thôi. Nhưng mà chúng ta phải hiểu rằng khi mình ngồi như vậy, cái ảnh hưởng của nó đối với tâm của chúng ta như thế nào. Mà chúng ta chỉ nghĩ là cái thân của chúng ta. Có nhiều người tập yoga, như bên Ấn Độ có những phái yoga, phái yoga quan niệm rằng nếu cái thân mà tập đầy đủ những cái tư thế của hatha yoga, khai được những cái luân xa, thành tựu được chulamani là giải thoát tất cả. Nhưng mà Đức Phật này Ngài không dạy rằng qua cái thân này mình có thể đạt đến cái chỗ viên mãn. Người Trung Hoa chúng tôi không biết là làm tự thực sự, chúng tôi đọc trong Đạo Đức Kinh thì không thấy nói, nhưng mà những người theo đạo lão đôi khi họ nói tinh quá khí siêu quá từng và luyện tinh khí thần định đạt, có thể đạt đến cái chỗ trường sanh bất tử. Đúng rồi, chúng ta không có gặp ai mà trường sanh bất tử bao giờ hết. Nhưng mà phải nói một điều này, dù là luyện tinh chi khí thần hay tập yoga đi nữa thì chúng ta thấy ai cũng chết hết. Cái con đường mà tu tập giác ngộ giải thoát của đạo Phật đó là Đức Phật không nói rằng qua cái thân mà phải qua cái tâm của chúng ta. Và Đức Phật nói đến phương pháp với Ngài không phải chỉ nói một cách nói một cách phiến diện một thứ. Và rồi chính bản thân của Đức Phật, Ngài xác nhận rằng Ngài đã đi từ cái cảnh giới của tử sinh khổ đau đến cái chỗ thành tựu, cái trạng thái gọi là vô thượng an ổn. Giải thoát cái tất cả những cái khổ ạch.
cái vô thường an ổn giải thoát tất cả khổ ái đó. Chữ an ổn đó, Đức Phật này dùng cái chữ khêm á, mà cái khổ ái ở đây này dùng chữ chữ dốt trong tiếng Anh vậy đó, dốt cả ở trong tiếng Pali thì chỉ cho cái ách. Chúng ta thấy rằng những con, nếu quý vị ở miền quê mà người ta cài còn con trâu con bò nó có cái ách trong lưỡi đè lên cổ thì nó kéo cái ách nó nặng, nó khó chịu và rất là khó chịu. Thì ngày nào mà chúng ta còn có cái ách Phật mà trì trệ mà đè trên đầu chúng ta thì chúng ta khổ. Và Đức Phật Ngài đã vượt ra khỏi cái khổ đó, Ngài gọi đó là một thứ hạnh phúc thật sự, gọi là vô thượng an ổn, vượt khỏi tất cả những cái khổ ách. Thì ở đây nói về khổ đau và hạnh phúc, Đức Phật Ngài đề cập đến quan niệm của Thượng Thích tùy thuyết tùy văn, Ngài đề cập đến quan niệm của Nigantha và Ngài đề cập đến đời đại của Ngài. Và cái giải pháp, cái tiến định của cuộc sống thì nó dựa trên cái nguyên nhân sâu xa. Thì cái nguyên nhân đó thì thưa quý vị, người ta đưa ra rất nhiều cái nguyên nhân. Nguyên nhân là do Thượng Đế, nguyên nhân là do nghiệp quá khứ, nguyên nhân là do ngẫu nhiên, nguyên nhân là do giỏi thọ sanh, cái giai tầng thọ sanh, nguyên nhân có nhiều người sanh ra là hên xui, may mắn là ngẫu nhiên chẳng hạn. Và con người không may là do cách nhìn, đôi khi người ta nghĩ rằng hễ con vua thì được là vua, con sải ở chùa Quế Khá Đa, số phận định mệnh đã an bài như vậy thì chúng ta không thay đổi được. Thì Đức Phật Ngài không dạy chúng ta như vậy. Ngài dạy rằng chúng ta có nghiệp quá khứ, nhưng mà chúng ta cũng bị chi phối với nghiệp hiện tại. Nghiệp quá khứ không phải tất cả. Và Ngài dạy rằng cái khởi điểm của cuộc sống là một lẽ, nhưng mà hành trình là một lẽ khác, và do về cái điểm đến cũng là một lẽ khác. Có những người cái khởi điểm bắt đầu rất là tốt, từ chỗ sáng nhưng mà lại đi đến chỗ tối. Có những người từ chỗ sáng đi đến chỗ sáng, khởi điểm rất là xấu, và từ chỗ tối lại đi đến chỗ tối. Có những người từ chỗ tối đi đến chỗ sáng. Thì khởi điểm là một lẽ, nhưng mà hành trình lại là một lẽ khác, và do vậy cái đích điểm, cái điểm đến nó là một lẽ khác nữa. Và cái hành trình đó Đức Phật Ngài dạy một cách rất là chi tiết, rất là cụ thể, một cách rất có phương pháp, có hệ thống, không phải kết quả đó. Cái hành trình đó Đức Phật Ngài dạy về giới, về định tuệ. Ở đây dĩ nhiên là Ngài dạy cho các vị tỳ kheo, nhưng mà chung thì tất cả mọi người thì Đức Phật dạy là chúng ta phải chú trọng về đời sống nội tâm. Nội tâm là phải đi cải thiện bằng giới, bằng định, bằng tuệ. Và chúng ta phải sống có phương pháp, chứ không thể sống một cách phiến diện, bám vào cái gì đó. Bởi vì thưa quý vị, một cái người mà gọi là thật sự trí thức đó, là người đó nói chuyện thì nó phải có lý lẽ, người đó phải nói chuyện phải có mạch lạc, phải có trước sau, phải có nhân quả, phải có cơ sở. Còn cái người mà rất là cố chấp thì họ chỉ dựa trên một lẽ, một điểm, và họ cố chấp vào chỗ đó. Không may cho chúng ta là phần đông chúng ta có cái bộ là biến suy nghĩ, và nghĩ cái gì, nghĩ một chiều khác. Ví dụ như là mình ăn ngon thì ăn chỉ có một món đó mới là ngon, món khác không ngon. Uống thuốc trị bệnh chỉ có cái món thuốc đó mới là có công hiệu, những thuốc khác không công hiệu. Nghe nhạc chỉ muốn nghe một loại nhạc, nghe một nhạc sĩ nào đó sáng tác thì mình nghĩ nhạc sĩ là nhất trong cuộc đời. Ở trong cuộc đời mình, khi mình nói đến cảnh đẹp thì mình chỉ biết có cảnh nào đó nó đẹp nhất và cái khác không có. Não của chúng ta thường bị phiến diện, thường bị đóng khung, và cái quan niệm đó nó trở thành một cái gì rất là phiến diện trong cái cuộc sống hàng ngày. Ở tại các quốc gia mà phát triển về kỹ nghệ, thưa quý vị, người ta rất tinh vi trong vấn đề quản trị. Và khi nói đến quản trị cái tinh vi đó, người ta cho thấy rằng người ta cần đến rất là nhiều những cái dữ kiện. Thí dụ như là ở bên Mỹ này, người ta muốn kinh tế được phát triển thì cái quy hoạch phải tốt. Mà quy hoạch phải tốt thì cái sự thống kê dân số phải tốt. 10 năm ở đây người ta làm thống kê một lần. Tại vì người ta phải biết rằng có bao nhiêu người lớn tuổi, có bao nhiêu người
trung niên của nhiều người trẻ ở trong 10 năm, 20 năm nữa, để họ có thể đưa ra những cái quy hoạch tốt. Và dựa trên những cái sự thống kê đó, các hãng sự mới đưa ra những mặt hàng phù hợp được. Ở trong những xã hội chậm tiến, thưa quý vị, người ta không quan tâm đến chuyện đó. Người ta không quan tâm đến dữ kiện, không quan tâm đến những con số, họ không quan tâm đến cái thực tế. Mà tôi thích làm một cái đó, tôi bán, quý vị mua không mua thôi. Thật ra đôi khi một món gì đó của chúng ta nó có giá trị một thời, nhưng mà sau đó thì nó lại chìm vào dĩ vãng. Bởi vì sao vậy? Chúng ta sống quá quá đơn giản. Chúng ta sống quá đơn giản đi. Và cái đó nghĩ đơn giản quá. Ở đây không có nghĩa là chúng ta phải nghĩ phức tạp. Nhưng mà ý chúng ta muốn nói rằng sự chuyển hóa của cuộc sống nó đòi hỏi một cái phương pháp. Và tại sao xã hội Tây Phương đó mà họ phát triển ở trong mấy cái kỷ qua đó, sau cái thời gian dài của thời cuộc họ cái phương pháp phát triển, tại vì họ chú trọng đến phương pháp. Người Nhật từ cái cuộc cách mạng của Thiên Hoàng Minh Trị đó, họ đã học được bài học như vậy là muốn tồn tại trong thế giới này đó thì họ phải cải cách và họ phải tập cái suy nghĩ một cách có phương pháp. Còn những xã hội nào mà người ta nghĩ rằng đất nước tốt hay xấu là do ông nào làm thủ tướng làm tổng thống thì mình tốt hay xấu, hay hoặc giả là hên xui mưa thuận gió hòa thì trời tốt chúng ta chỉ lo cầu nguyện thôi, nhưng mà chúng ta không nghĩ đến một cái chuyện mà suy nghĩ một cách tinh vi hơn. Phải nói rằng khi mà để nói chuyện một cách có lớp lan, một cách có hệ thống thì nó không có dễ nói, nó không có thoải mái. Chúng ta thích nói cái gì nói rất là gọn. Ví dụ như là mình quan điểm rằng ông thầy tu quá là phải sống rất là cực khổ, ăn uống rất cực khổ, tức là tu đúng đúng cách rồi đó. Hay là ông thầy tu thì phải tịnh khẩu, gặp ông thầy mà cả năm trời, hai ba năm trời không nói chuyện, chỉ lấy viết là viết thôi, đó là bị chân tu rồi. Thì cái đầu của chúng ta phải nói rằng chúng ta không có được trang bị đầy đủ, không có thấy đầy đủ. Bây giờ khi mà chúng ta nhìn trở lại toàn bộ cái những gì mà Đức Phật dạy trong bài kinh này, thứ nhất thế nào là đau khổ và hạnh phúc thì không thể nói đơn giản ở cảm thọ. Khi mà chúng ta nói về nhân quả thì chúng ta cũng không nói đơn giản, chỉ có nghiệp quá khứ là tất cả. Và khi nào mà chúng ta nói về sự chuyển hóa đời sống hiện tại thì không phải chỉ là hành xác là đúng, hay là hành xác vậy là quá tốt rồi, mà còn phải là một sự áp dụng của giới định tuệ nữa. Mỗi một vấn đề đó đều được Đức Phật Ngài dạy chúng ta rất là kỹ lưỡng. Cái điều đáng buồn ngày nay là nói thì nghe quá, nhưng mà chúng ta rơi vào trong tình trạng phá sản, giống như nói là cha làm thầy con đúc sắt. Đức Phật là một đạo sư rất là trí tuệ, lời dạy của Ngài rất là đa diện, rất là thâm sâu, rất là phong phú. Nhưng mà nhiều người Phật tử ngày hôm nay đó, thì càng ngày chúng ta phải nói rằng đầu của chúng ta hiểu biết về Phật Pháp rất là phiến diện. Chúng tôi có nhiều khi, thưa quý vị, gặp những vị tu sĩ đó, tụng kinh thì cũng tụng Phật ngôn đó, nhưng mà nói ra cứ nói tử vi, nói phong thủy thôi. Mà chúng tôi thưa rằng có bao nhiêu người đủ can đảm để nói rằng những cái quan điểm về tử vi, về phong thủy đó, nó là những quan điểm liên quan đến định mệnh, đến tiền mệnh. Mình cứ nghĩ rằng cuộc sống của mình cứ là do những cái vì sao chi phối, mình sanh ra ở đời với một cái số mạng nào đó. Cái đó là cái rất là đáng ngại. Bởi vì lâu lâu đó, chúng ta nên ngồi nhìn lại, thử đặt ra vấn đề rằng chúng ta tu theo Phật hay tu theo Bà La Môn, chúng ta theo Phật hay tu theo những người ngoại giáo. Và nói một cách rất là buồn là đôi khi cái nhìn của chúng ta gần với ngoại đạo nhiều hơn là gần với lời Phật dạy. Mặc dù chúng ta nói chúng ta là con Phật. Bởi vì quý vị thấy khi mà người Phật tử đi chùa đó, mà ở nơi nào đặt nặng về tín ngưỡng dân gian, đặt nặng đến về cúng kiến bái sám lễ bái, đặt nặng về tin tưởng thôi đó, thì người Phật tử lại phát tâm đi nhiều. Nhưng mà những nơi nào mà chúng ta nói chuyện một cái lý lẽ đem kinh điển ra thì lại sao nói nghe nhiều nó mệt quá. Chúng tôi cũng đồng ý một điều rằng
đôi khi những vấn đề gì mà nói tới nơi tới chốn thì nó mệt lắm, thưa quý vị. Nói nghe nó mệt lắm. Ngay cả những vấn đề ở trong đời sống của chúng ta, về thế nào là vui, thế nào là khổ, thế nào là hạnh phúc, ngay cả vấn đề chữa bệnh hàng ngày đi nữa, thì chúng ta chỉ muốn hiểu một cách qua loa, hiểu cách phiến diện, hiểu như vậy mình đủ để cho mình thoải mái là được. Nhưng mà hiểu một cách thoải mái không có nghĩa là mình làm tốt đâu. Muốn thay đổi cuộc sống, từ cuộc sống cá nhân cho đến sự thay đổi xã hội, thay đổi cái thế giới này, nó đòi hỏi nhiều hơn là chúng ta nghĩ. Vì vậy khi mà Đức Phật Ngài dạy con đường Bát Chánh Đạo, Ngài dạy con đường giới định tuệ đó, thì thậm chí về sau này có những người phủ nhận cái giá trị của Bát Chánh Đạo, phủ nhận cái định tuệ, chỉ muốn rằng mình gặp ông thầy nào đó, ông truyền tâm ấn thì mình giác ngộ, chỉ gặp một ai đó họ khai tâm cái mình khoát duyên đại ngộ thì như vậy là tốt rồi, chứ mình không muốn tu tập, không muốn hành trì. Bởi vì chúng ta thấy rằng cái chuyện tu tập hành trì sao nó mệt mỏi, nó nhiều quá. Nhưng mà thưa quý vị, ở bên Mỹ này họ không có sơn đông mãi võ, nhưng mà họ có những cái workshop. Mà những cái workshop này rất là thú vị, là quý vị đóng một vài trăm đồng đến để nghe họ nói về cách làm giàu chỉ với 1.000 đồng thôi. Giàu 1.000 đồng thì 1.000 đồng thì bỏ ra được làm giàu sẵn sàng. Và họ đến đó, thì họ khuyên là chúng ta dùng 1.000 đồng đó để làm sao tạo cái credit từ vay nhà băng rồi đầu tư vào bất động sản, không? Mình ngồi nghe đó hồi xưa đấy, mình mất hết 1.000 đồng đó cho họ. Mà thật ra thì những điều mà họ chỉ đó, thì nó cũng phải leo dốc giống như là tất cả tất cả. Nó không có cái gì dễ ăn hết. Nhưng có người chúng ta lại là bị thu hút bởi những thứ đó. Cái mà đáng sợ nhất ở trong đời sống của chúng ta, thưa quý vị, là chúng ta rất là dễ bị dụ. Quý vị có tin không? Chúng ta rất dễ bị dụ, tại vì cái đầu của chúng ta nghe ai nói rằng chỉ đóng mấy trăm đồng sẽ chỉ cho bí quyết làm giàu, mừng quá rồi. Chúng tôi biết ở Việt Nam có, không chứ ở Mỹ nhiều lắm. Còn ở Việt Nam ngày xưa, quý vị, chúng tôi theo mẹ ra chợ có những cái khách sinh đông. Họ đến họ có những cái trò biểu diễn, rồi sau đó họ nói có thuốc này uống về trị bệnh này bệnh kia. Thậm chí người Việt Nam đi hồi trước đó đi du lịch sang Trung Quốc á, mỗi lần đi Trung Quốc á là mua cả mấy ngàn đồng tiền thuốc ở những cái tiệm thuốc họ giới thiệu đó, người ta thích mua lắm, nhưng mà đem về bỏ chứ không có uống được, tại lúc đó nghe rất là hay. Và vì vậy đó, chúng tôi thưa như vậy là chúng ta là con Phật. Đức Phật Ngài dạy chúng ta sống có trí tuệ, biết suy nghĩ và biết đặt lại vấn đề và biết sống với phương pháp, thì chúng ta cố gắng và cố gắng để học theo Ngài hơn là cả tin, hơn là cái bệnh thích nhìn cái gì nó quá đơn giản, quá phiến diện. Chúng ta đọc bài kinh hôm nay thì chúng ta thấy rằng nếu nói với phần đông thì đa số họ rất dễ tin theo Nigan Thá, nói nghe có lý quá mà, cũng nói khổ hạnh, cũng nói về nghiệp quá khứ và thấy tu vẻ tốt quá. Chúng tôi thưa quý vị, ở đây chúng tôi không muốn nói, nhưng mà ngày xưa chúng tôi ở Việt Nam, cái đạo Phật mà hấp dẫn nhất, đạo Phật hấp dẫn nhất đối với dân miền Nam là gì? Đó là cái đạo nào ăn chay, Phật giống như hòa hảo và đơn giản, tại ta sẽ hòa hảo rất nhiều, bởi vì giáo lý đơn giản lắm, chỉ có ăn chay mình niệm lục tự di đà. Và sau này có một cái giáo phái rất là thịnh hành ở Việt Nam, cái phái khất sĩ. Sở dĩ khất sĩ hấp dẫn với người miền Nam là vì lý do là lập hành, hành ở bên ngoài. Còn bây giờ mình ngồi xuống học Phật Pháp, và giống như chúng ta học kinh Phật, học lời Đức Phật dạy, suy gẫm ấy, thì nhiều khi mình nghe nó mệt cái đầu, mệt đầu. Nhưng mà thật ra sanh làm người mà không chịu học Phật Pháp, sanh làm người không chịu suy nghĩ, thì thật ra rất là đáng tội nghiệp cho chúng ta. Mình nghĩ là rất là đáng tội nghiệp, bởi vì sao vậy? Chúng ta phí cả một kiếp người. Nên Đức Phật Ngài dạy rằng giáo pháp của Ngài là cái giáo pháp dành cho người có trí, chứ không phải là người vô trí đâu. Và nếu chúng ta không chịu suy nghĩ, không chịu học, không chịu có cái nhìn thay đổi đó, thì chúng ta rất dễ tin vào những trường hợp này. Thưa quý vị, đó là vài điều chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị ngày hôm nay. Thật ra hôm nay là ngày giảng của Thượng tọa Pháp Đăng, nhưng mà có chắc vì lý do gì Thượng tọa không vào rung được, thì bây giờ để xin tiếp theo thỉnh Thượng tọa Tuệ Siêu. Không biết Thượng tọa Tuệ Siêu có còn trước máy không?
nếu Chư Tổ Thực Sư có trước mắt xin Thượng Tọa quan hệ nói cho vài lời. Và dạ dạ kính cung thỉnh Thượng Tọa Thực Sư. Anh rất quan hỷ hôm nay bài kinh được thượng tọa cho đọc thuyết giảng. Khi chúng ta nghe tất cả những gì được nói đến ở trong bài kinh này, nếu chúng ta thật sự là một người kính tình Đức Phật, kính tình giáo pháp, thì ngay lập tức là chúng ta phải chỉnh sửa cái quan điểm của mình ở trong cuộc sống. Nếu chúng ta chỉ ngồi đó và chúng ta đưa ra một cái quan điểm, và cái quan điểm đó chính chúng ta cũng không có lý giải được, nhưng mà chúng ta cứ đưa ra cái quan điểm và gần như buộc người khác phải tin theo thôi, thì như vậy cả bản thân chúng ta và những người mà được chúng ta hướng dẫn thì cũng là thất bại trên cái con đường tu tập. Ở đây trong cái bài kinh này có một đoạn mà chúng tôi rất là tâm đắc, rất là thích. Là Đức Phật ngài dạy về cái sự tinh tấn có kết quả. Khi mà mình biết rõ cái cuộc sống này có cái sự khổ đau, cũng như thỉnh thoảng có cái sự an lạc hạnh phúc. Tại vì tỳ kheo cần phải biết rõ làm thế nào để không bị khổ đau chinh phục, và làm thế nào không để cho lạc thọ chi phối. Nếu vị tỳ kheo biết trong khi đó nỗ lực mà làm cho không có tham dục, làm cho thiện pháp được tăng trưởng, bất thiện pháp suy giảm, thì như vậy
làm việc tinh tấn. Nói cách khác là nếu cần khắc khổ để chống lại một cái sự đau khổ, nguyên nhân gây đau khổ, mà xét thấy những cái phiền não nó được suy giảm, những ác bất thiện pháp bị suy giảm và thiện pháp được tăng trưởng, thời như vậy chúng ta cũng làm được. Tuy nhiên nếu như mình xả được, tức là mình tu tập một cách bình thường, nó không có thái quá, không bất cập, mà những thiện pháp vẫn được tăng trưởng, ác bất thiện pháp suy giảm, thì mình cứ việc tu tập theo cách đó, chứ không nhất thiết là phải theo cái phương pháp khổ hạnh như là Đi Ganh Thá chủ trương. Chúng ta không cần cái đó. Cái đó chúng ta phải dùng cái trí tuệ. Có thể khi mà chúng ta thực hành một pháp môn gì với cái sự tinh tấn nỗ lực quá mức, mà xét thấy rằng là những ác bất thiện pháp nó càng ngày càng tăng trưởng và những thiện pháp càng suy sụp, càng suy thoái, thì phải lập tức ngưng ngay. Cũng giống như khi mà chúng ta bị bệnh, nếu mà chúng ta cố gắng chúng ta dùng một cái phương pháp để chúng ta chữa trị, mà dầu cho cái phương pháp đó nó có đem đến một cái sự đau đớn, một cái sự khó chịu, nhưng mà sau khi luyện tập được một thời gian và cảm thấy cơ thể khỏe ra và bệnh được suy giảm, thì như vậy chúng ta nên biết rằng cái phương pháp này có thể áp dụng được để mà trị liệu những cái bệnh đó. Nhưng mà nếu khi mà mình thực hành càng lúc cái sức khỏe càng tồi tệ hơn, thì trong trường hợp này là mình phải ngưng ngay. Cái điểm thứ hai nữa là khi mà những ác bất thiện pháp bằng cái sự nỗ lực đó, bằng cái sự khổ hạnh đó và đã được diệt trừ rồi, thì không cần phải làm thêm nữa. Không cần dùng đau khổ để chống lại. Bởi vì sao vậy?
đã hết mình. Đức Phật còn ví dụ như một người họ làm cái mũi tên, họ làm tên, họ hơi lửa đốt nóng cái thân của cây tên giữa hai cái ngọn lửa, khiến cho cái thân của mũi tên được thẳng, dễ u nắng. Khi mà thân của mũi tên đã được hơi nóng và đốt nóng giữa hai ngọn lửa trở thành thẳng và dễ u nắng rồi, thì người ấy không còn hơi nóng đốt nóng thân của mũi tên trên hai ngọn lửa nữa. Vì sao vậy? Vì mục đích của người làm tên hơi nóng đốt nóng thân tên trên ngọn lửa để được ngay thẳng, dễ u nắng, và nay đã thành tựu. Do vậy, sau thời gian gãy không hơi nóng, không đốt nóng thân trên ngọn lửa để trở thành thẳng của ứng nắng được. Thì ở đây, bất cứ khi nào dù cho mình trú vào, mình trú ở cảm thọ khổ hay là trú ở cảm thọ lạc, nhưng mà xét thấy rằng bất thiện pháp được suy giảm và thiện pháp được tăng trưởng thì cái đó chúng ta làm được. Còn nếu mà thấy rằng đời sống của mình cảm thọ khổ hay cảm thọ lạc, với cái sự tinh tấn nỗ lực đó mà chúng ta thấy ác bất thiện pháp cứ tăng trưởng và thiện pháp bị suy giảm thì mình nên bỏ đi, nên bỏ phương pháp đó, chứ không thể chúng ta cứng nhắc một phía được. Khi nãy chúng tôi có dùng cái thí dụ cái người bị bệnh, có những cái loại thuốc trị bệnh hay là có những cái loại thuốc thoa dán ở trên thân nó nóng lắm thưa quý vị, nhưng mà hễ thấy làm cho cái bệnh nó thấy có cái triệu chứng thư giãn, nó không còn đau nhức như trước nữa, do đắp cái này uống cái này thì cứ làm. Còn hễ mà khi đắp thuốc đó, uống thuốc đó mà nó gây ra những cái khó chịu, mà bệnh thì không có thư giãn, cái sự đau nhức nó vẫn còn tồn tại, thì như vậy phải bỏ ngay. Thì cái phương pháp của Đức Phật á, là Ngài dạy chúng ta là đối với cái sự khổ ở đời, không phải dùng cái thân khổ để mà đoạn tận cái sự khổ, mà phải dùng đến tâm lực, ý chí để dẹp trừ những cái phần nguyên nhân sinh khổ thì cái sự khổ mới kết thúc được. Còn chúng ta dùng thân khổ hạnh
làm cho nó đau đớn, nó nhức nhối, thì như vậy nó không có lợi ích gì cả. Đức Bồ Tát khi mà Ngài dùng cái phương pháp khổ hạnh trong 6 năm, Ngài cảm thấy rằng nó chỉ đưa đến cái sự đau đớn về thể xác, kiệt sức và trí tuệ không có tâm, thì lúc đó Đức Bồ Tát Ngài bỏ, để rồi Ngài đi theo cái con đường trung đạo, Ngài du hợp. Thì như vậy cuối cùng là Ngài đã được thành tựu quả vị chánh đẳng như vậy. Một vài điều chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị trong thời gian chờ đợi Thượng Tọa Giáo Chủng soạn các cái câu thảo luận. Bây giờ chắc có lẽ là có câu thảo luận rồi, xin thỉnh Thượng Tọa trở lại. Nam Mô Bổn Thầy. Sao tôi đừng thưa tòa thầy siêu. Và thưa tòa thầy siêu, thưa tòa khoan hỷ giải thích cho quý Phật tử hiểu là có đôi khi chúng ta nghĩ rằng đầu đà đó, nó cũng là một hình thức tương đối là khắc khổ ở trong đạo Phật. Ví dụ như chỉ mặc ba y thôi, hay là nhất tọa thực chẳng hạn, hay là không nằm. Tại sao mà những điều này được Đức Phật Ngài dạy rằng là những điều mà thiêu đốt phiền não hay là bào mòn phiền não, nhưng mà Ngài lại cho chư tăng tùy chọn, tức là nếu muốn thì thực hành mà không phải là điều bắt buộc như là các khổng giới, thì tại sao vậy? Xin thì tôi quan hệ giải rõ về điều này. Nam Mô Bổn Thầy. Kính thưa quý vị, vì Đức Phật Ngài không có chủ trương dùng cái khổ hạnh để mà đoạn tận cái sự khổ đau. Đức Thế Tôn rõ cái sự khổ đau nó đến, nó có nhiều cái nguyên nhân, do nghiệp quá khứ cũng có, mà do hiện tại cái phiền não chi phối cũng có, nó cũng đem đến sự khổ đau. Hay là do một người sống biếng nhác thụ động, nó đi ngược lại với cái cách sống làm cho được hạnh phúc, được an lạc tinh thần. Thì chính vì vậy, khi mà Đức Phật Ngài đưa ra những cái phương pháp tu trên phương diện giới luật, thì những điều mà Đức Thế Tôn Ngài chế định là nhất thiết phải thọ trì, bởi vì phải dùng nó như là một cái rào chắn để ngăn chặn những ác bất thiện pháp. Còn về cái phương pháp và tu tập để mà đem lại cái sự thiểu dục
đem lại cái sự tri túc, đem lại cái sự tinh tấn, thì cái đó tùy. Tức là như ở trong cái đoạn kinh khi nãy mà chúng tôi chia sẻ với quý vị đó, nếu mà vị tỳ kheo nghĩ rằng khi mà mình khắc khổ, mà làm cho ác bất thiện pháp, làm cho bất thiện pháp suy giảm và làm cho thiện pháp tăng trưởng, thì như vậy thì vị tỳ kheo phải áp dụng cái cách tu khắc khổ đó, như Đầu Đà chẳng hạn. Nhưng mà cũng có những trường hợp vị tỳ kheo tu tập thoải mái, những bất thiện pháp vẫn suy giảm và những thiện pháp vẫn được tăng trưởng. Thời như vậy đối với vị này đâu có cần thiết phải mà khắc khổ làm chi. Vì vậy pháp Đầu Đà không được Đức Phật ban hành như những học phải tuân thủ. Mặc dù cái pháp Đầu Đà cũng có hiệu năng thiêu đốt phiền não, nhưng mà chỉ khi nào mà vị tỳ kheo tự cảm thấy rằng mình hành cái pháp Đầu Đà mà làm cho phiền não được thiêu đốt thì vị tỳ kheo nơi tiến hành. Điều này ở trong Thanh Tịnh Đạo ngày Quốc Thông Cô Xá cũng có nói đến. Trong cái phần giới, sau cái phần giới này có đề cập đến 13 pháp Đầu Đà, và trong cái đoạn cuối của 13 pháp Đầu Đà đó, thì ngài cũng có nêu rõ cái vấn đề là trường hợp nào nên hành cái pháp Đầu Đà và trường hợp nào vị tỳ kheo không nên hành cái pháp Đầu Đà. Thì ở đây nếu hành cái pháp Đầu Đà và cảm thấy những cái phiền não bất thiện nó được chặn đứng và cái sự tinh tấn thiện pháp nó tăng trưởng lớn mạnh rõ rệt, thì trong trường hợp đó là pháp Đầu Đà nên được thực hành. Còn nếu mà thực hành một thời gian mà vị hành giả là một vị tỳ kheo hay tỳ kheo ni hay cận sự nam cận sự nữ mà thấy rằng khi mà mình hành cái pháp Đầu Đà này nó không có tác dụng đưa đến sự đoạn trừ phiền não, thì trong trường hợp đó cái vị hành giả cần phải ngừng lại, không có thực hành. Chúng tôi thí dụ cũng giống như là trường hợp mà chúng ta uống thuốc để trị bệnh. Nếu mà mình uống cái loại thuốc đó, mặc dù bác sĩ họ đưa ra cái tên thuốc đó để điều trị cái bệnh của bệnh nhân, nhưng mà khi bệnh nhân nó uống thuốc mà không thấy thuyên giảm, mà trái lại nó còn có đem đến tác dụng phụ khác, thì lập tức phải báo ngay với bác sĩ điều trị hoặc là ngưng ngay thuốc đó và xin được đổi thuốc khác để mà uống và điều trị. Ở đây cái pháp Đầu Đà cũng như là những cái phương thuốc để điều trị, thì cái phương thuốc điều trị đó có người hợp có người không hợp. Nếu vị tỳ kheo nào mà thấy rằng mình nhờ hành cái pháp Đầu Đà đó
khiến cho phiền não nó được chặn đứng và những cái thiện pháp được tăng trưởng, thì như vậy vị tỳ kheo nên tiếp tục. Còn nếu như thấy rằng hành pháp Đồ Đà và bản thân mình, cái cơ tính của mình nó không có giảm thiểu được phiền não và nó chỉ làm cho phát sinh lên những phiền toái, thì trong trường hợp này không nhất thiết phải đi theo cái pháp Đồ Đà. Chính vì vậy mà cái pháp Đồ Đà mặc dù nó có hiệu năng là thiêu đốt phiền não, nhưng Đức Phật Ngài không có cấm chế, Ngài không có ban hành như những ngọc giới phải tuân thủ. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của Thượng Tử đã như vậy. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Sao thú kính trưng Thượng Tọa Tổ Sư. Thưa quý Phật tử, qua lời của Thượng Tọa Tổ Sư, thì một lần nữa chúng ta nói rằng khi mình học Phật Pháp, có nhiều vấn đề chúng ta phải cân nhắc và phải dựa trên nhiều cái yếu tố để chúng ta suy nghĩ. Chứ chúng ta không nên bỏ đó một chiều là nghĩa, ồ cái đó tốt thì phải làm, cái đó không làm vì không tốt, không được. Mà quả thực là đây cũng là một vấn đề mà chúng ta cần phải suy nghĩ rất nhiều. Xin kính chân Thượng Tọa Tổ Sư, xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Room Phật Pháp Buddha Dhamma. Ngày mai này chúng ta sẽ có lớp học Thắng Pháp A Di Đà Abhidhamma, và xin hẹn gặp lại quý ngài và quý vị. Chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ, sa thú lâm thai, con tỉnh hạnh thay mặt đại chúng trong room. Chúng con kính tri ân chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn, dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hồng mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính Pháp. Kính cảm ơn quý ớt đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Thank you.
Chúng sinh hoặc